Theo thông báo từ Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chiều ngày 20 tháng 2, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố cùng lãnh đạo các sở và doanh nghiệp sẽ có cuộc họp để bàn cách giải cứu 7 dự án bất động sản. Điểm chung của các dự án này là được cấp phép từ lâu nhưng vướng thủ tục pháp lý nên phải dừng triển khai. 7 dự án nói trên gồm 7 dự án khu trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7, dự án khu liên hợp thể dục thể thao và dân cư Tân Thắng, phường Tân Kỳ, quận Tân Phú, dự án chung cư Cửu Long, số 1, đường Tôn Thất Thuyết, phường 1, quận 4, dự án khu phức hợp Sóng Việt, công trình tại lô đất 17, khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, dự án khu nhà ở Thiên Lý tại phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, dự án 30,2 ha phường Bình Khánh, thành phố Thủ Đức và dự án chung cư Cô Giang, phường Cô Giang, quận 1. Trước đó, tại hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng với các địa phương và doanh nghiệp về thị trường bất động sản ngày 17 tháng 2, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cho biết, thành phố Hồ Chí Minh sẽ lập tổ công tác để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của dự án bất động sản. Được biết hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 116 dự án gặp vướng, trong đó ông Cường cho hay có 38 dự án được thành phố ưu tiên tập trung giải quyết, xử lý dứt điểm.